Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách đăng nhập tài khoản Google từ điện thoại Android vào iPhone. Và đây là cách thực hiện trên tất cả các điện thoại Android như sau. Trên điện thoại Android á, anh chị chỉ cần mở cái cửa hàng Google Play lên. Sau đó thì anh chị bấm vào cái ô ở trên cùng bên tay phải. Cái ô mà nó có cái logo biểu tượng tài khoản. Có khi anh chị cài hình nền cho cái tài khoản này thì anh chị bấm vào cái logo trên cùng bên phía tay phải. Lúc này anh chị sẽ thấy địa chỉ email của anh chị xuất hiện ở đây. Nếu như anh chị nào dùng nhiều tài khoản email thì anh chị bấm vào cái mũi tên này. Nó sẽ sổ ra cho anh chị nhiều tài khoản và anh chị dùng nó để nhập vào iPhone mà thôi. Anh chị đăng nhập tài khoản từ điện thoại Android vào iPhone mục đích là dùng cho công việc hoặc là đồng bộ dữ liệu thì anh chị chỉ cần lấy cái tài khoản mà anh chị đang nhìn thấy trên điện thoại cũ nhập vào điện thoại mới. Trên điện thoại iPhone anh chị có thể tải những ứng dụng để đồng bộ dữ liệu từ tài khoản Google vào như là Gmail, Google Maps, YouTube, Chrome, vân vân. Cách thực hiện như sau. Việc đầu tiên anh chị cần làm đó là anh chị mở cài đặt. Sau đó anh chị vuốt lên. Anh chị mở mail. Anh chị bấm vào thêm tài khoản. Anh chị chọn Google. Sau đó anh chị nhìn cái tài khoản ở điện thoại cũ và anh chị nhập vào iPhone. Đây là cái cách làm rất là đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được. Sau khi nhập xong thì đối với tài khoản Google anh chị không cần phải thêm cái chữ a@gmail.com ở phía sau mà anh chị chỉ cần bấm cái tên tài khoản thôi. Sau đó bấm xong, chọn tiếp theo. Bây giờ thì anh chị tiến hành nhập mật khẩu vào. Sau khi anh chị bấm mật khẩu xong, anh chị có thể bấm vào cái ô vuông ở đây để nó hiển mật khẩu lên. Anh chị xem có đúng không, sau đó bấm xong và bấm chữ tiếp theo. Lúc này trên điện thoại cũ của anh chị nó hỏi có phải là anh chị đăng nhập hay không, thì anh chị bấm vâng, đúng tôi. Bây giờ thì trên điện thoại iPhone đã được đăng nhập. Anh chị chọn vào ô tiếp tục. Anh chị vuốt lên. Chọn cho phép. Bây giờ anh chị bấm bật ghi chú lên luôn. Sau đó bấm lưu. Nếu như trên điện thoại Android anh chị có đồng bộ danh bạ thì trên iPhone cũng vậy, danh bạ nó sẽ chạy vô trong đây. Rất là đơn giản. Và khi mà danh bạ nó chạy vô như thế, anh chị sẽ có được dữ liệu từ máy cũ sang máy mới một cách cực kỳ nhanh chóng. Bây giờ thì anh chị mở Gmail lên. Trên iPhone anh chị mở Gmail, anh chị chọn đăng nhập. Anh chị chọn Google. Anh chị bấm tiếp tục. Bây giờ anh chị nhập tài khoản anh chị vừa nhập vào bên trong phần cài đặt của iPhone lên ứng dụng Gmail. Sau đó bấm tiếp theo. Anh chị lưu ý, dùng iPhone anh chị nên dùng ứng dụng Gmail riêng biệt, không nên dùng ứng dụng Mail chung với lại iCloud. Sau khi anh chị bấm tài khoản, anh chị tiếp tục nhập mật khẩu lại, chọn tiếp theo. Bây giờ trên điện thoại Android anh chị cũng xác nhận vâng, đúng tôi là người đăng nhập, để iPhone nhập được tài khoản vào. Anh chị nhớ chọn cho phép để nhận thông báo mail và tích vào các hướng dẫn sử dụng. Sau khi anh chị đăng nhập được ứng dụng Gmail thì anh chị thoát ra, đây là ứng dụng Gmail. Tiếp theo thì anh chị đăng nhập vào YouTube. Sau khi đăng nhập vào YouTube
thì anh chị bấm chữ bạn ở dưới, anh chị chọn đăng nhập. Và anh chị thấy ở đây có một cái tên tài khoản rồi, thì anh chị bấm vào. Lúc này thì tài khoản YouTube của anh chị đã được đăng nhập. Việc đăng nhập vào YouTube sẽ giúp cho anh chị đăng ký kênh, like, thích, bình luận, chia sẻ, hay là anh chị có thể đăng bài và phối lại vân vân. Ví dụ như anh chị vào kênh YouTube Giang Huy 93, anh chị xem, ví dụ như anh chị đăng ký kênh hay anh chị xem video, anh chị có thể like, thích như thế này. Tiếp theo anh chị lại thoát ra. Bây giờ anh chị lại đăng nhập vào Google Maps. Anh chị bấm cài đặt. Anh chị bật dịch vụ định vị lên thì anh chị mới sử dụng Google Maps được hoàn chỉnh. Bây giờ thì khi anh chị đăng nhập được một ứng dụng Google rồi, trên Google Maps khi anh chị mở lên, anh chị bấm vào hình người trên cùng bên phải. Anh chị bấm chọn một tài khoản. Và anh chị chọn vào cái tài khoản anh chị đã đăng nhập. Vậy là xong, cực kỳ đơn giản. Tiếp theo nữa, anh chị lại đăng nhập vào Chrome. Và anh chị lại tiếp tục bằng cái tên mà anh chị đăng nhập vừa nãy. Sau đó anh chị bấm có, tôi đồng ý. Bấm đặt thành mặc định. Bây giờ thì ứng dụng trình duyệt mặc định, anh chị chọn Safari hay Chrome đều được, tùy anh chị. Và nếu mà anh chị muốn dễ dàng sử dụng, ra lệnh bằng giọng nói dễ dàng, chính xác thì anh chị chọn Chrome. Còn nếu mà anh chị muốn sử dụng Safari mặc định thì anh chị dùng, tùy anh chị thôi. Nhưng mà anh chị dùng ứng dụng nào thì nó cũng đều tối ưu. Khi anh chị chọn Chrome mặc định thì anh chị cứ mở trình duyệt Safari lên và sử dụng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng khi anh chị mở một cái đường link thì thường nó sẽ chạy ở Chrome. Nhưng dù anh chị chọn Chrome hay Safari thì sẽ không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của anh chị, nên anh chị yên tâm. Bây giờ nếu như anh chị có dùng ứng dụng Google Photo, ứng dụng này là ứng dụng đồng bộ ảnh, chỉnh sửa ảnh của Google. Nếu như trên điện thoại Android của anh chị có tải ảnh thì anh chị chỉ cần bấm vào đây, ảnh sẽ tự động tải về, với điều kiện anh chị phải click vào tài khoản anh chị vừa đăng nhập. Ở đây sẽ xuất hiện tài khoản mà anh chị đã đăng nhập. Anh chị bấm bắt đầu, chọn cho phép, chọn cho phép, và anh chị chờ tiếp tục là xong. Bây giờ thì anh chị bấm tiếp tục, cho phép truy cập đầy đủ. Vậy là nếu như điện thoại Android có ảnh đã đồng bộ, nó sẽ tự động chạy về đây cho anh chị mà anh chị không cần làm gì cả, chỉ cần chờ thời gian để nó tải về và anh chị xem. Có một cái hay trong quá trình mà anh chị đăng nhập tài khoản Google vào trong một cài đặt của iPhone, iPhone sẽ tự động đăng nhập vào trong một danh bạ cho anh chị luôn. Anh chị thử bấm vào trong một cài đặt, chọn vào một danh bạ, anh chị sẽ thấy ở một tài khoản có ứng dụng Gmail ở đây. Và trong cái mục mail này là anh chị đã đăng nhập cái tài khoản Google vào trong cái phần danh bạ, giúp cho anh chị đồng bộ danh bạ của điện thoại Android và iPhone với nhau. Còn nếu như anh chị làm điều này trên hai chiếc iPhone với cái tài khoản Google thì nó cũng đồng bộ danh bạ với nhau một cách rất là hiệu quả. Đây là cách mà em hướng dẫn anh chị đăng nhập tài khoản Google từ điện thoại Android vào trong iPhone để sử dụng dễ dàng. Video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Và em có một kênh YouTube phụ là kênh Giang Huy Uy Tín. Kênh này em chuyên đăng video bán điện thoại chính hãng và phụ kiện. Anh chị cần mua sản phẩm, anh chị có thể xem ở kênh này. Em xin chúc tất cả quý khán giả đang xem YouTube một ngày thật tốt lành. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo.